Xin chào mọi người, tôi là bác sĩ Huyền Trang. Tiếp nối trong các chủ đề về sữa mẹ, nguồn sữa mẹ thì hôm nay Trang sẽ chia sẻ với các bạn về một chủ đề, đó là những thực phẩm có thể làm gây mất sữa của mẹ. Thì các bạn cũng biết được là sữa mẹ là một nguồn dinh dưỡng rất là quan trọng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 6 tháng tuổi. Vì trong 6 tháng đầu đời, hầu như các con sẽ được cung cấp chất dinh dưỡng cũng như là năng lượng 100% từ nguồn sữa mẹ. Vậy thì để đảm bảo được nguồn sữa mẹ một cách dồi dào cũng là mong ước của rất là nhiều mẹ, vì đây sẽ là một nguồn dinh dưỡng quý giá cho các con. Và khi mà các mẹ bị giảm sữa đi thì nó cũng làm ảnh hưởng đến tâm lý cũng như là đời sống của các mẹ, vì có thể là do cái thói quen trong cuộc sống gia đình, có thể là có nhiều những cái áp lực tâm lý hơn cho các mẹ đang nuôi con nhỏ. Chính vì thế nên là chế độ ăn của các mẹ rất là quan trọng. Và trong chế độ ăn này thì có một số thực phẩm rất thường gặp có thể gây mất sữa cho mẹ. Và hôm nay thì Trang sẽ chia sẻ với các mẹ một số cái thực phẩm này để các mẹ có thể biết và tránh đi, để làm thế nào để có thể duy trì được nguồn sữa cho con mình được một cách lâu dài hơn. Thực phẩm đầu tiên mà Trang muốn nhắc đến cho các mẹ đó là rau mùi tây. Thì đây là một loại gia vị mà rất là thường gặp ở trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam mình, cũng như là ví dụ như là các bạn có thể dùng nó là để trang trí thực phẩm hoặc là để ăn kèm với rau sống. Và đây là một loại thực phẩm có tính chất lợi tiểu và nó cũng có rất nhiều các cái tác dụng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên là ở trong những trường hợp mà các mẹ mà đang nuôi con nhỏ mà có cho con bú, thì khi mà ăn quá nhiều cái rau này thì có thể làm giảm cái lượng sữa của mẹ đi. Nên chính vì thế nên các mẹ trong giai đoạn nuôi con thì nên tránh cái thực phẩm này ra. Thực phẩm thứ hai mà Trang muốn nói đến đó là măng. Thì đây là một thực phẩm rất là thường gặp và nó cũng là một thực phẩm rất được yêu thích đối với người Việt Nam mình. Và đặc biệt là trong những dịp ví dụ như là cỗ bàn hay lễ Tết thì nó được dùng rất là nhiều. Măng khô hay măng tươi hay là măng chua thì trong các chất của măng thì nó chứa có chất đó là cyanua. Thì chất này là một chất mà không tốt cho sức khỏe của mẹ sau sinh, và đặc biệt là các mẹ đang nuôi con nhỏ và cho con bú sữa, vì cái chất này có thể làm giảm lượng sữa của mẹ đi. Và từ đó thì khi mà mình sử dụng thực phẩm đó là măng thì lượng sữa của mình có thể là sẽ giảm dần. Thực phẩm thứ ba mà Trang muốn nhắc đến cho các bạn đó là lá lốt. Thì đây cũng là một loại gia vị mà rất được thường xuyên sử dụng ở trong các bữa ăn của Việt Nam mình. Có thể là làm gia vị hoặc là làm chả cuốn hay là làm cho trong những cái đồ ăn nấu. Thế nên là đây là một thực phẩm mà theo như nghiên cứu khoa học thì chưa có một nghiên cứu nào có thể chứng minh được là lá lốt có thể làm giảm lượng sữa mẹ. Nhưng đây là một kinh nghiệm được dân gian truyền lại, và khi mà các mẹ đang nuôi con nhỏ mà có cho con bú sữa thì khi mà ăn lá lốt nhiều thì làm lượng sữa của mẹ sẽ giảm dần. Và cái này thường hay được áp dụng đó là khi các mẹ muốn cai sữa cho con thì các mẹ có thể sử dụng rất là nhiều các thực phẩm mà có nấu cùng với lá lốt để làm lượng sữa của mình giảm dần. Từ đó thì sẽ thích hợp đến cái thời điểm đó là cai sữa cho con. Thực phẩm tiếp theo mà Trang muốn nhắc đến cho các bạn đó là lá bạc hà. Thì lá bạc hà hay là tinh dầu bạc hà thì đều có thể là có tính chất làm giảm lượng sữa của mẹ đi. Tuy nhiên là khi mà các mẹ cần phải ăn một lượng hoặc là uống trà bạc hà hay là tinh dầu bạc hà phải là một lượng lớn thì nó mới có tác dụng là làm giảm lượng sữa của mẹ đi. Nhưng mà có một số các chế phẩm ví dụ như là kẹo bạc hà hay là bánh có chứa tinh dầu bạc hà thì nó lại ngược lại. Có thể là cái hàm lượng ở trong đấy nhiều và có làm lượng sữa của mẹ sẽ giảm đi. Chính vì thế nên tốt nhất là các mẹ cũng vẫn nên tránh cái thực phẩm này ra để làm cho lượng sữa của mình có thể dồi dào hơn. Thực phẩm tiếp theo mà các mẹ rất hay thường gặp đó là bắp cải. Thì bắp cải là một loại rau thường gặp mà đặc biệt là ở ngoài Bắc, thì vào mùa thu đông là một mùa mà có rất là nhiều bắp cải. Và theo như nghiên cứu của y học cổ truyền thì bắp cải thì có tính chất, một phần tính chất đó là lợi tiểu. Cũng như là theo kinh nghiệm thì khi mà các mẹ ăn nhiều bắp cải hoặc là thậm chí là các mẹ dùng bắp cải để đắp lên bầu ngực của mình thì cũng có thể làm lượng sữa của mình bị giảm đi. Và có một số mẹ trong trường hợp tắc tia sữa thì có thể áp dụng biện pháp đó là dùng cái lá bắp cải để
đắp lên bầu ngực của mình để làm khơi thông cái dòng sữa và làm giảm bớt cái sự căng tức của bầu ngực. Chính vì thế nên là nếu mà các mẹ đang nuôi con mà cho con bú sữa thì cũng nên hạn chế thực phẩm này để đảm bảo duy trì nguồn sữa cho mình. Thực phẩm thứ 6 mà Trang cần phải nhắc đến với các mẹ đó là các loại rau cải và củ cải. Thì theo y học cổ truyền, các loại rau cải và củ cải thì đều có tính chất lợi tiểu rất là nhiều. Chính vì thế nên khi mà các mẹ ăn thực phẩm này, nó sẽ làm lợi tiểu và làm giảm cái lượng nước ở trong cơ thể của mình đi. Từ đó thì sẽ làm giảm cái nguồn để tạo ra sữa. Vì theo thành phần trong sữa mẹ thì 89% thành phần trong sữa mẹ đó là chuyển hóa từ lượng nước. Chính vì thế nên khi mà hàm lượng nước trong cơ thể của mình bị lợi tiểu bớt đi rồi thì nó sẽ làm giảm cái lượng sữa của các mẹ đi. Thực phẩm tiếp theo đó là các đồ uống có ga, cồn, rượu bia hay là chất kích thích. Thì trong khi mà các mẹ nuôi con nhỏ thì các mẹ cũng cần phải hạn chế các cái thực phẩm này để làm thế nào để cho các mẹ có thể duy trì được lượng sữa. Vì có một số mẹ thì truyền tai nhau đó là khi mà uống bia thì có thể làm giúp cho cái lượng sữa của mình tăng lên. Thế nhưng mà theo nghiên cứu thì nó lại hoàn toàn ngược lại. Ví dụ như là khi mà trước khi cho con bú, nếu các mẹ uống một phần cái chất kích thích, ví dụ như rượu bia hoặc là các đồ uống có ga, thì có thể làm giảm khoảng tầm 20% cái lượng sữa mẹ ở trong cữ bú tiếp theo. Chính vì thế nên là trong cái giai đoạn này thì các mẹ cũng cần phải tránh những cái thực phẩm này ra. Ngoài ra thì trong những đồ uống rượu bia, chất cà phê kích thích hay là đồ uống có ga, khi mà chuyển hóa qua sữa mẹ thì sẽ làm cho con bú và nhận được những chất kích thích đó thì sẽ không tốt cho cái hệ thần kinh của bé. Thực phẩm tiếp theo đó là lá dâu. Thì đối với lá dâu thì các mẹ khi mà sắc uống thì sẽ là một cái loại lá mà có thể làm cho làm giảm và tiêu cái lượng sữa của mẹ đi, và nó thích hợp trong lúc mà các mẹ muốn cai sữa cho con. Còn một số mẹ truyền tay nhau, ví dụ như cầm vào cành dâu hoặc là cầm vào lá dâu thì nó không hoàn toàn không làm mất sữa của mẹ đi, mà chỉ khi các mẹ uống nước sắc của lá dâu hoặc là nấu ăn thì lúc đấy thì mới làm giảm cái lượng sữa của mẹ đi. Đấy là một số những cái thực phẩm mà Trang gợi ý cho các mẹ để trong quá trình nuôi con cũng như là để đảm bảo duy trì nguồn sữa cho con mình được lâu dài thì các mẹ nên hạn chế và tránh trong suốt quá trình cho con bú. Hy vọng là các mẹ sẽ luôn luôn có một nguồn sữa dồi dào để có thể cho bé yêu nhà mình có một sức khỏe tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở video tiếp theo.